đây mình đang thấy có một nhà sư đang đi cất thức. Nhà sư này nghe được nói, hỏi thăm qua thì biết là em thấy sư nói là sư đang phạm pháp á, sư đang đi khất thực á. Nhưng mà đâu có gì đâu, đồng mạng thôi. Sư lấy tiền. Ừ, sư cũng lấy tiền. Lấy dạo không? Con không biết nữa, nhưng mà con chỉ biết là sư đang phạm pháp rồi, sư đang đi khất thực. Thì chắc là chỉ cho cái gì đó sư... Mì gói được không? Đâu biết gì đâu. Trái cây, em nghĩ là trái cây. Không có trái cây đâu. Nhưng mà bình thường nhà chị có hay cho sư khất thực không? Sư cho sư mì tôm. Sư ơi, cho con hỏi với ạ. Giờ mình đang đi phạm pháp, mình bị phạm pháp và phải đi khất thực à chứ? Sư nói với chú rồi, sư đang khất thực được nên hỏi nhiều. Khi mà sư khó thực xong rồi, muốn hỏi gì thì hỏi. Do con cũng tò mò á, tại con thấy là sư 10 giờ là sư sẽ đi khất thực á. Mà không biết là các sư xin cái gì á. Cho cơm. Cho làm mì tôm của người ta. Cho. Dạ. Tại vì sư không có nấu được. Sư không có nấu được là sư không lấy bánh mì, không lấy mì tôm. Dạ, người ta cúng mình nặng thôi. Dạ. Tại người ta cúng mình nặng. À, người ta cho... Người ta cho ăn liền thôi. Ra những cái đồ ăn liền luôn. Ừ. Bánh mì. Nó là nhà. Nên là sư này là đủ rồi. Là tên này là đủ cho buổi trưa rồi đúng không? Là bây giờ sư về à? Sư đi... Núi Tri Tôn, núi Tri Tôn đi nào. Núi Tri Tôn bây giờ phải đi ngược lên qua bên kia, cũng xa lắm á. Núi Tri Tôn là bây giờ đi là phải 50 cây, 30 cây ạ. Đi ngược nào hả? Dạ. Ủa đường này đi đâu ạ? À? Đường thẳng này là đi sang Châu Đốc ạ, đi thẳng đường này là đi Châu Đốc. Đang đi ngược đường. Là mỗi ngày là xưa đi khất thực thế này vào 10 giờ sáng à? Đi tầm cỡ là 10 giờ hoặc là đúng rồi tới đó 10 giờ tới 9 giờ cũng thôi, tại vì 10 rưỡi là sư thọ thực rồi. À, xong rồi sư không thôi. Và sư là bên hệ phái Khmer Nam Tông hay là Nam Tông Nguyên Thủy? Nam Tông à? Tại con thấy là trang phục của sư khác với nhiều trang phục khác á sư. Sư không lấy tiền ạ. À. Chị ơi, sư mì tôm sư ăn không được á, nên chị có thể cầm mì tôm giúp sư cái được không ạ? Để đâu vậy? Sư này ai gửi cho ạ? À? Dạ, người dân họ cho á. Nhưng mà sư nấu không được. Cũng nấu không được, nấu giờ nấu cho thầy ăn nha. Để hỏi sư thử. Dạ, nấu cho thầy ăn nha. Sư xin đủ rồi. Không phải ăn được cái này là sư không có nấu, không có gì đâu. Không có nấu. Bây giờ nấu để vô hở cho ăn được không? Hở cho ơi. Hở vô không được. Nấu cho mà. Sư có đồ ăn rồi.
sư xin đủ rồi. Chỉ có điều là những cái đồ đó là nấu cũng được nên sư không thấy. Và hỏi sư thử. Bây giờ họ nấu cho sư nhé. Thì chị ấy sẽ nấu cho sư mì tôm rồi sư ăn đi. Nhưng mà giờ sư sẽ đi tri tôn hả sư? Sư là tính đi tri tôn. Bây giờ đi ngược lại. Là sư phải đi bộ hả sư? Ờ, sư đi bộ hả? Là giống hiệu mình cắt thực này, rồi mình hành pháp này. Xa lắm luôn sư ơi. Không liên quan đâu với sư, cứ đi thế thôi. Sư không có liên quan gì xa thôi cả. Tại vì cái hạnh của sư đi đức hạnh hả? Sư chỉ cần đi, nhưng mà cái nơi đó tới đâu rồi sư cũng biết được là cái nhưng mà lên tri tôn là sư phải lên chùa hay là núi, lên núi á, ở trên đó là có núi cấm, có nghĩa là đi lên tới Châu Đốc đúng không hả? Dạ, đi thẳng là qua Châu Đốc ạ. Đi thẳng rẽ trái đường này là đi qua Châu Đốc, xa lắm, từ đây xuống là 40 cây nữa. Rồi Châu Đốc đi lên tỉnh Biên Tri Tôn. Đi Tri Tôn được không? Được. Được không? Vậy là ta cứ đi đường này thôi. Nhưng mà đi, đường này đi đường vòng là xa hơn. Đường này là đi 60 cây luôn đó. Ừ, còn đi đường này ngược nữa cũng vậy nè. Cùng 40 cây á. 40 cây nữa nè. Mà đi đường này rồi xong rồi mình đi tới đâu thì mình ấy. À, đi đường này, đi thẳng đường này là sẽ gặp một ngã ba. Một là lên Long Xuyên, hai là đi Tri Tôn. Vậy hả? Nè. Hồi tối nay là sư ngủ ở Long Xuyên, không phải Long Xuyên, ngủ ở Già Trẻ đó. Yeah. Mà sư không biết đường đi Tri Tôn, mà tại vì sư đi thật ra sư đi trong thái thôi, chứ không để ý cho nó. Thế là sư đang đi thẳng xuống Châu Đốc à? Bây giờ sư đi thẳng Châu Đốc luôn. À thôi, sư đi Châu Đốc là cũng được, sao nó tại vì sư vô sự hữu sứ, sư không có sứ nào là sứ nào cũng sư cả. Yeah. Sư sống là hạnh đầu đà. Nhưng mà sư là tam y nhất bác. Chùa chiền thì sư xuất gia thôi, nhưng mà xong rồi sư tự hành, sư ở trên núi trên non hành theo pháp chân lý của Phật. Ừ. Để lại chánh pháp của Phật, sư đi theo của Phật cũng được của Phật. Tức là một mình sư tự đi tu luôn? Ồ, cũng có... À thì tu thì đương nhiên là tu một mình rồi, đâu có ai tu được. Nhưng mà tu phải có thầy, có gì chứ, nhưng mà thầy xuất gia xong rồi thôi rồi tự đi hành pháp. Đấy gọi là đi hành pháp. Đi hành pháp. À, đi khách thực gieo duyên cho ba gia ba tánh, cho gì ăn anh ấy, tiền cũng sợ, ngủ gốc cây. Người tối sư ngủ ở đâu? Ngủ gốc cây ở trên công ty ở đâu vừa dưới đó, không biết công ty đó tên gì. Nhưng mà mùa như thế này sao mà sư ngủ được? À mũi hả? Ừ. Không liên quan, mũi thì mũi, để nó cắn nó gì thế bình thường thôi, phải không nè? À. Đối với sư thì chuyện bình thường, đối với mũi nó quen rồi. Sư đi như thế nào là sư đi bao nhiêu tỉnh nhỉ? Sư thì mới đi đây, nhưng mà thì đi từ cái sư thì quê ở Phan Rang. Yeah, Phan Rang. Rồi sư đi tu thì vào Đồng Nai. Yeah. Long Thành á, sư thọ giới trong đó, trong nơi xuất gia trong đó. Xong rồi sư đi từ mấy bữa đây á, sư đi từ Đồng Nai, như này là từ cái Thiện Chiếu á. Đi từ Đồng Nai đi bộ xuống đây. Ờ. Sư đi bao nhiêu ngày rồi? Ra là không có đi bộ, đi cái đi là có Phật tử rồi nó cho qua giang một đoạn nào thì hay đoạn ấy, nhưng mà xe hơi cũng có, mà xe Honda cũng có. Ừ. Thì tối đầu ngủ đó, khắc thực ăn ở đâu cũng có. Ừ. Muốn nghỉ muốn đi, sống tự tại. Nhưng mà có nhiêu đây thì sư ăn cứ đủ no. Ờ, như sư ăn này thì có nó cũng ra là lắm lúc thì tới giờ, nhưng sao đi tới giờ thì ta không có ăn thì ổ mì cũng được, cái cam cũng được, cái xài cũng được, nói chung ra nó không có cái gì đối với sư cả. Thức ăn đối với sư là chuyện bình thường. Ừ. Quan trọng là sư đi hành pháp nó khỏe khoắn hay không thôi, và với lại cho ba gia ba tánh nó gieo duyên được người nào thì không phải. À, sư ơi, cái trang phục cà sa này á là của bên chùa sư hay là do sư tự may? Đây là sư tự may.
Nhưng mà trong Phật giáo gọi là cái y này gọi là y phán tạo. Y gì ạ? Y phán tạo. Y sáng tạo. Phán tạo. Phán á. Phán. Phán mình biết rồi. Phán. Phán á, phán. 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 Phán á. Phán tạo. Gọi là y phán tạo. Rồi nó có một kêu một thứ nữa là gọi là y bá nạp. Y bá nạp. Cái này là cái giải mình tự mình lụm mình gì á, đông rác trong cây nọ rồi à. Trên đông rác đông gì cái mình may à, sư có canh bún này rồi một ít bánh cơm mì tôm nước tiền không xài ở bụi ở bờ ngủ bụi ngủ bờ mà nói về người tu ở bụi bờ thì không phải, nó sai. Ở gốc cây nghĩa địa nhà hoang đất trống đó là cái hạnh của người đầu đà à, sống đời bỏ tất cả tu là phải như thế. Còn trong này là cái gì? Nước à? Nước là quần áo bánh cây cây đồ y thế nào thế là như thế này là nặng lắm luôn đó sư. Không bình thường thôi, mình muốn nặng thì nó nặng, mình nói mình thấy nó nhẹ thì nó nhẹ, cái do cái tâm mình đó. Sư đi nhiều thế này đi chân đất có đau không ạ? Có đau chứ, nhưng mà đều đau là việc của nó, không phải là việc của sư. Yeah. Nó đau thì sư biết đau, nên nó đau thì nó đau thôi. Còn nó cái gì cái nắng non cái gì đó là việc của nó, không phải việc của sư. Yeah. À, đi thì sư biết đi thôi. Đi là sư cứ việc sư đi thôi. Mà không có nơi nào không có thuốc sư nào hết. Thôi sư đi đây. Dạ vâng. Tôi cảm ơn sư ạ.